Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay. Thầy Park có quyết định mới đầy bất ngờ, nhiều cầu thủ nữ Việt Nam lọt tầm ngắm các câu lạc bộ châu Âu. Theo nguồn tin từ tờ Bon Thai, huấn luyện viên Park Hang-seo đã từ chối hai lời đề nghị khủng từ Indonesia. Sau khi rời đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn chưa nhận lời dẫn dắt đội bóng nào. Theo nguồn tin từ tờ Bôn Thai, ông thầy người Hàn Quốc đã từ chối hai lời mời khủng từ Indonesia trong thời gian qua. Đầu tiên là lời đề nghị của liên đoàn bóng đá Indonesia PSSI. Họ muốn mời ông vào ghế giám đốc kỹ thuật với mức lương siêu khủng lên tới 1,5 triệu đô la Mỹ mỗi năm, tương đương khoảng 35 tỷ đồng. Thế nhưng, huấn luyện viên Park Hang Seo đã từ chối vì lý do gia đình. Sau đó, huấn luyện viên người Hàn Quốc nhận được một lời đề nghị khác từ đội bóng hàng đầu Indonesia là Pers Bandung, với mức lương 965.000 đô la Mỹ mỗi năm, tương đương với 22,8 tỷ đồng. Thế nhưng Huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định muốn làm công tác đào tạo trẻ thay vì dẫn dắt một câu lạc bộ. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã có ý định xây dựng học viện bóng đá ở Việt Nam. Ngay từ khi còn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, ông đã không ít lần hé lộ nguyện vọng muốn tiếp tục ở lại mảnh đất hình chữ S để làm công tác đào tạo trẻ. Trong thời kỳ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo có nhiều duyên nợ với bóng đá Indonesia. Sau 9 lần đối diện với các đội tuyển của xứ vạn đảo, huấn luyện viên Park Hang-seo đều bất bại, thắng 7 hòa 2. Trong đó, ở cấp độ đội tuyển quốc gia, đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo đã thắng 3, hòa 2 trước Indonesia. Đó là lý do những người hâm mộ Indonesia luôn dành sự kính nể cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Ngay sau khi ông rời khỏi đội tuyển Việt Nam, nhiều đội bóng ở xứ vạn đảo đã gửi lời mời cho chiến lược gia người Hàn Quốc, nhưng tất cả đều thất bại. Nhiều cầu thủ Việt Nam lọt tầm ngắm các câu lạc bộ châu Âu. Đội tuyển nữ Việt Nam đã khép lại hành trình đáng nhớ tại World Cup nữ 2023 sau màn đọ sức đương kim Á quân Hà Lan chiều ngày 1 tháng 8. Dù phải nhận trận thua đậm, thầy cho huấn luyện viên Mai Đức Trung đã có thêm những trải nghiệm, bài học vô cùng quý giá từ sân chơi thế giới, hướng đến sự cải thiện và phát triển trong tương lai. World Cup nữ 2023 cũng là cánh cửa mở ra những cơ hội tốt hơn cho các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam. Trong đó, tiềm năng tiếp bước Huỳnh Như ra nước ngoài thi đấu là rất lớn. Theo nguồn tin từ ASEAN Football, có khoảng 3 cầu thủ của đội tuyển nữ Việt Nam đã lọt tầm ngắm của các đội bóng châu Âu sau màn trình diễn đầy nỗ lực tại World Cup nữ 2023. Cụ thể, bộ đôi tiền đạo Phạm Hải Yến và Nguyễn Thị Thanh Nhã được một số câu lạc bộ tại Pháp và Đức để mắt, trong khi tiền vệ Trần Thị Thùy Trang xác nhận được Lăng FC, Bồ Đào Nha gửi lời đề nghị. Đàm phán giữa Thùy Trang và Lăng FC dự kiến được tiến hành sau khi đội tuyển nữ Việt Nam trở về nước. Nếu thành công, tiền vệ sinh năm 1988 sẽ trở thành đồng đội với Huỳnh Như ở câu lạc bộ châu Âu. Như vậy, Hải Yến là cái tên mới nhất được nhắc đến về cơ hội xuất ngoại thi đấu. Trước đó, Thanh Nhã được biết đến với nhiều thông tin liên quan đến một câu lạc bộ Đức sẵn sàng trả 100 triệu chiến thắng cho chân sút 21 tuổi. Khả năng ra nước ngoài thi đấu của các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam sau World Cup nữ 2023 sẽ còn là câu chuyện của tương lai. Trước mắt, thầy cho huấn luyện viên Mai Đức Trung sẽ nhận chỉ thị mới về kế hoạch hoạt động của đội tuyển. Trước sự nỗ lực thi đấu của các nữ cầu thủ, Thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF quyết định tặng phần thưởng 500 triệu để động viên tinh thần toàn đội, nâng tổng số tiền thưởng nóng từ VFF cho đội tuyển nữ Việt Nam sau 3 trận đấu tại vòng bảng thành 1,8 tỷ đồng. Huấn luyện viên Mai Đức Trung nói lời gan ruột với người hâm mộ sau World Cup. Đội tuyển nữ Việt Nam đã khép lại hành trình tại kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử. Dù đã thi đấu rất quyết tâm và hết mình, không e sợ, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn phải nhận thất bại trước những đội tuyển hàng đầu và có đẳng cấp cao như Mỹ, Hà Lan hay Bồ Đào Nha. Tuy vậy, người hâm mộ vẫn luôn tự hào về màn trình diễn của các cầu thủ và sẽ sát cánh, đồng hành với đội tuyển nữ Việt Nam trong mọi hoàn cảnh. Huấn luyện viên Mai Đức Trung có lẽ cảm thấy ông và các học trò chưa đền đáp xứng đáng tình cảm đó trên sân cỏ, nên ngay sau trận đấu cuối cùng với Hà Lan kết thúc, Ông đã đăng tải một bài viết trên trang mạng xã hội cá nhân để nói lời xin lỗi với người hâm mộ và mong người hâm mộ vẫn tiếp tục cổ vũ đội tuyển thời gian sắp tới với tiêu đề. Chúng tôi nợ người hâm mộ một lời xin lỗi. Rất mong người hâm mộ vẫn đồng hành cổ vũ cho đội tuyển ở những giải đấu tiếp theo, để bóng đá nữ tự tin phấn đấu tiến bộ và tiếp tục có mặt, thi đấu đạt thành tích tốt hơn ở kỳ World Cup sau. Biết được những lời nói chân thành này của huấn luyện viên Mai Đức Trung, chắc chắn sẽ không có ai chê trách ông và những cầu thủ nữ. Họ đã chiến đấu hết mình và mang đến một hình đẹp về đất nước Việt Nam tại World Cup. Khoảng cách về chuyên môn là quá xa để đội tuyển Việt Nam tạo nên bất ngờ. Huấn luyện viên Mai Đức Trung đã có những nhận định thật lòng về điều này sau trận đấu với Hà Lan. Ông nói, chúng tôi đã lực bất tòng tâm, dù các cầu thủ đã quyết tâm rất cao rồi, nhưng toàn đội không hạn chế được khoảng cách về chuyên môn. Đội tuyển nữ Việt Nam đã thua xứng đáng. Chúng tôi đã chuẩn bị hơn một năm để hướng tới vòng chung kết World Cup 2023. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng tạo điều kiện tối đa để đội tuyển nữ Việt Nam có các trận đấu cọ sát, nhờ vậy cầu thủ tiến bộ hơn nhiều. Tuy nhiên, chúng tôi phải làm việc nhiều hơn để khỏa lấp được chênh lệch đẳng cấp giữa các đối thủ ở đấu trường thế giới. Sau World Cup, huấn luyện viên Mai Đức Trung và các học trò sẽ trở về nước và hạ cánh xuống sân bay nội bài vào trưa ngày 3 tháng 8 theo kế hoạch. Tuyển nữ Việt Nam được thưởng 1,8 tỷ đồng sau World Cup 2023. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung nhận thưởng 1,8 tỷ đồng từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam sau 3 trận vòng bảng World Cup nữ 2023. VFF thưởng 800 triệu đồng sau trận thua Mỹ 03 và 500 triệu đồng cho mỗi trận thua Bồ Đào Nha 02 và Hà Lan 07. Khoản tiền này sẽ được đội chia thưởng theo mức ABCD dựa vào mức độ đóng góp tại giải của từng thành viên theo thông lệ. Theo VFF, khoản thưởng này nhằm ghi nhận nỗ lực của toàn đội trong lần đầu dự World Cup dù toàn thua, không ghi bàn và dừng bước ở vòng bảng. Không chỉ thắng trận các bạn mới được thưởng." Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nói, "Chúng ta còn nhiều mục tiêu lớn trong tương lai và hy vọng vẫn sẽ góp mặt ở World Cup nữ 2027." Theo quy định của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, mỗi cầu thủ Việt Nam sẽ nhận khoản thưởng 30.000 đô la Mỹ, khoảng 700 triệu đồng khi dừng bước ở vòng bảng. Số tiền trên dự kiến được giải ngân sau khi giải đấu ở Australia và New Zealand kết thúc. FIFA không chuyển thẳng cho từng cầu thủ mà gửi thông qua liên đoàn. Do việc nộp thuế và các thủ tục mỗi nước có sự khác nhau. Theo luật thi đua khen thưởng, những cá nhân, tập thể được thưởng theo các văn bản quy định của nhà nước như giành huy chương hay phá kỷ lục SEA Games, ASIAD, Olympic, không phải nộp thuế. Tuy nhiên, khoản tiền của FIFA không nằm trong nhóm trên mà thuộc loại thu nhập bất thường nên phải nộp thuế theo quy định. VFF sẽ thực hiện nghĩa vụ nộp thuế dựa theo hướng dẫn của Tổng cục thuế là 10% từ tiền thưởng mỗi tuyển thủ. Con số trên được quy định tại khoản 2 điều 2 thông tư số 111 2023 ngày 15 tháng 8 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng trở lên thì phải khấu trừ theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân. Ngoài khoản thưởng trên, FIFA hỗ trợ 1,56 triệu đô la Mỹ khoảng 35 tỷ đồng dựa theo thành tích tham dự vòng bảng của tuyển nữ cho VFF. Sau khi trừ thuế 10%, số tiền sẽ được sử dụng chi trả chi phí liên quan tới việc chuẩn bị và tham dự World Cup nữ 2023, đồng thời sử dụng vào các hoạt động phát triển bóng đá nữ. Thông tin vừa rồi cùng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Quý khán giả đừng quên đăng ký kênh để được cập nhật những tin tức mới nhất. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!